Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế tối ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. 1.000 quả đạn nã vào Donbass, Ukraine bắn phá ác liệt, vùng biên giới Nga ban bố tình trạng khẩn cấp. Quân ly khai phản kháng dữ dội, lực lượng Ukraine thiệt hại nặng, buộc phải rút lui. Cụ thể ra sao? Chiến sự bùng nổ, Nga chiếm ưu thế áp đảo so với Ukraine về tiềm lực quân sự. Tất cả tin nóng quốc tế tối ngày hôm nay sẽ được gửi tới quý vị trong video ngay sau đây. Nóng, 1.000 quả đạn nã vào Donbass, Ukraine bắn phá ác liệt, vùng biên giới Nga ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong ngày 19 tháng 2, nguồn tin từ nước Cộng hòa tự xưng Luhansk cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã nã hơn 490 quả đạn về phía lãnh thổ của họ. Đáng nói, trong những đợt tấn công mới, quân chính phủ Kiev không tấn công một cách hỗn loạn, mà lựa chọn các mục tiêu cụ thể, chủ yếu là các vị trí của lực lượng dân quân, đường bộ, đường sắt, cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo dữ liệu do Aviabro thu thập được, quân đội Ukraine chủ yếu sử dụng đạn cối 120mm cùng súng phóng lựu. Các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng chưa được ghi nhận. Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý rằng, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang Ukraine có thể sử dụng nhiều hệ thống rocket phóng loạt để tấn công. Trước đó, theo tuyên bố của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, tính đến 5 giờ chiều ngày 19 tháng 2, lực lượng vũ trang Ukraine đã nã 424 quả đạn và mìn vào địa bàn của 21 khu định cư tại Dnipro. Đáng nói, cũng trong ngày 19 tháng 2, ít nhất 2 quả đạn pháo đã rơi xuống vùng Rostov, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 1 km và phát nổ. Tình trạng giao tranh hỗn loạn đã khiến một lượng lớn cư dân từ hai nước Cộng hòa tự xưng chạy sang Nga. Thống đốc khu vực Rostov, Vasily Golubev cho biết, vùng Rostov đã ban bố tình trạng khẩn cấp do có một số lượng lớn người tị nạn từ Donbass, Ukraine di chuyển đến. Tại cuộc họp với quyền bộ trưởng tình trạng khẩn cấp Nga, Alexander Trubizhan, ông Golubev cho biết, do xu hướng ngày càng gia tăng người tị nạn đến, chúng tôi cho rằng việc áp dụng tình trạng khẩn cấp từ 10 giờ ngày 19 tháng 2 là phù hợp. Ông Trubizhan cũng cho hay, đó là quyết định đúng đắn, chúng tôi ủng hộ điều đó. Các cơ quan khẩn cấp ở Donetsk hôm 19 tháng 2 cho hay, hơn 6.600 người được sơ tán khỏi khu vực. Trong khi đó, chính quyền vùng Luhansk thông báo 25.000 người đã rời đi và các đoàn xe đang sẵn sàng đưa thêm 10.000 người nữa sơ tán. Quân ly khai phản kháng dữ dội, lực lượng Ukraine thiệt hại nặng, buộc phải rút lui. Sputnik đưa tin, các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào nhiều khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk trong đêm 19 tháng 2 và tìm cách tấn công vào các vị trí của lực lượng dân quân Luhansk vào rạng sáng 20 tháng 2. Tuy nhiên, dưới sự phản kháng dữ dội của phía Lugansk, lực lượng của Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất và buộc phải rút lui. Khoảng 5 giờ sáng ngày 20 tháng 2, lực lượng trực thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 79 của Ukraine đã tìm cách tấn công vào các vị trí của dân quân ở khu vực định cư Pineskoye. Song, họ đã hứng chịu nhiều thiệt hại và buộc phải rút lui. Sputnik dẫn thông tin từ phía Lugansk cho hay, cuộc tấn công của phía Ukraine đã khiến ít nhất 5 ngôi nhà bị phá hủy và gây thương vong cho dân thường. Bên cạnh đó, theo cập nhật mới nhất của Văn phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối Thỏa thuận ngừng bắn, các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn tổng cộng 1.120 quả đạn về phía lãnh thổ Donetsk trong 24 giờ qua. Chiến sự bùng nổ, Nga chiếm ưu thế áp đảo so với Ukraine về tiềm lực quân sự. Hiện Nga có hỏa lực quân sự mạnh hơn Ukraine, cả trên bộ, trên không và trên biển. Theo trang tin Newsky.com ngày 19 tháng 2, Nga hiện có sức mạnh quân sự thông thường vượt trội gấp 5 lần Ukraine. Moscow có 900.000 binh sĩ đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang so với 196.600 quân của Ukraine. Điều này xuất phát từ ngân sách quốc phòng của Nga cao hơn Ukraine. Sự mất cân bằng trên biển là lớn nhất, với việc Nga có số lượng nhân viên, lính hải quân gấp 10 lần Ukraine. Hải quân Nga có 74 tàu chiến và 51 tàu ngầm so với chỉ 2 chiếc tàu chiến của Ukraine. Trên bộ, chênh lệch cán cân lực lượng có sự thu hẹp hơn. Quân đội Nga có 280.000 binh sĩ so với 125.600 của Ukraine. Ukraine cũng có 900.000 quân nhân dự bị, những người đã trải qua huấn luyện quân sự trong 5 năm so với 2 triệu của Nga. Nga cũng chiếm ưu thế khi xét về trang thiết bị với số lượng pháo gấp 3 lần, số lượng xe tăng gấp 6 lần và xe bọc thép nhiều hơn 7 lần so với Ukraine. Trên không, Nga có số lượng máy bay tấn công và trực thăng gấp 10 lần của Ukraine. Ukraine có hơn 400 bệ phóng tên lửa đất đối không có thể tiêu diệt máy bay, nhưng con số này vẫn chỉ bằng 1 phần 10 so với số lượng mà Nga sở hữu. Nga cũng có lợi thế mạnh về vũ khí tầm xa, sở hữu hơn 500 bệ phóng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất. Trong những tuần gần đây, các nước NATO đã cung cấp cho Ukraine thêm viện trợ sát thương, chẳng hạn như việc Anh cung cấp 2.000 vũ khí chống tăng,
trong khi các lô hàng này được thiết kế để có thể gây thêm tổn thất cho Nga để tấn công Ukraine. Một số chuyên gia cho rằng những vũ khí này có thể thay đổi kết quả tức thì của cuộc tấn công. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến có thể là cuộc xung đột lớn nhất và đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Theo Thủ tướng Anh, các thông tin tình báo cho thấy Moscow đang lên kế hoạch tấn công Ukraine từ nhiều hướng bao quanh Kyiv. Tất cả dấu hiệu cho thấy kế hoạch đã bắt đầu ở một mức độ nào đó và mọi người cần hiểu cái giá khủng khiếp về nhân mạng nếu chiến tranh xảy ra. Những bình luận của Thủ tướng Johnson cũng đồng quan điểm với những nhận định của Tổng thống Biden, người đánh giá hồi tháng trước rằng cuộc tấn công của Nga và Ukraine là cuộc tấn công lớn nhất kể từ Thế chiến II. Tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã miêu tả chi tiết kế hoạch Nga tấn công Ukraine, trong khi Bộ Quốc phòng Anh công bố bản đồ các mũi tấn công của Nga có thể nhằm vào Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin sẽ điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hôm nay để thảo luận về các giải pháp nhằm giải quyết căng thẳng hiện nay ở châu Âu. Cuộc điện đàm diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở miền đông Ukraine khi quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, làn sóng biến thể Omicron đang có chiều hướng giảm bớt. Nhưng điều này không diễn ra nhanh chóng vì sự hoành hành của dòng phụ BA.2 hay còn gọi là Omicron tàng hình. Vì vậy, các nhà khoa học đang theo dõi sát dòng phụ có khả năng lây lan nhanh hơn dòng chính Omicron hay không. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca nhiễm biến thể Omicron có thể khiến người ta hiểu nhầm thực tế. Theo WHO, số ca giảm là do giảm xét nghiệm và việc này vô hình chung lại gây nhiều khó khăn hơn trong việc truy vết dòng phụ BA.2 đang ngày một gia tăng trong cộng đồng. WHO cũng cảnh báo dòng phụ BA.2 có thể sẽ ngày càng vượt trội. Tuy nhiên, dù BA.2 có thể làm kéo dài làn sóng Omicron, nhưng các nhà khoa học cho biết hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy BA.2 gây bệnh nặng hơn BA.1. Theo số liệu của WHO, hiện BA.2 chiếm khoảng 1/5 số ca nhiễm mới của biến thể Omicron trên toàn thế giới. Đan Mạch là nước đầu tiên ghi nhận rằng BA.2 đã vượt qua BA.1. Hiện dòng phụ BA.2 đang trở thành biến thể chủ đạo ở một số nước châu Á như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Philippines. Trong khi các quan chức y tế cùng với WHO đang thu nhập dữ liệu về mọi dòng phụ của Omicron, thực tế không chỉ có BA.2, hiện vẫn chưa có bằng chứng nào để khẳng định chúng ta sẽ xử lý dòng phụ mới này theo một cách khác với các biến thể trước đây.